Sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Về việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, báo cáo giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội cũng thể hiện được những kết quả tích cực, những tồn tại vướng mắc trong vấn đề này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận đánh giá cao đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng kế hoạch và tiến độ, tuy nhiên cần hoàn thiện một số nội dung và số liệu để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tôi đề nghị là các đồng chí làm rõ cái này. Khoảng trống gì? Nếu không chúng ta sẽ rơi vào một cái tình trạng là làm không được thì đổ cho hệ thống pháp luật. Tôi đồng tình với các đồng chí, hệ thống pháp luật cũng còn những cái chỗ về tầm luật, hiến pháp và luật cũng còn những cái chỗ nó chưa hoàn thiện đồng bộ. Nhưng mà cái chủ yếu vẫn là văn bản dưới luật và cái điều hành cụ thể. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng báo cáo chưa thể hiện được tinh thần, tầm quan trọng của Nghị quyết 30 của Quốc hội trong công tác phòng chống dịch vừa qua. Nghị quyết 30 đã khắc phục được những lúng túng ở giai đoạn đầu trong công tác phòng chống dịch. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị báo cáo nêu rõ và sâu hơn bối cảnh khó khăn chưa có tiền lệ của đại dịch để làm rõ những giải pháp trong tình hình cấp bách. Bối cảnh dịch như vậy thì chúng ta cũng đã hết sức là linh hoạt, sáng tạo và cũng đáp ứng được những cái đòi hỏi của thực tiễn để mà giải quyết các cái vấn đề. Cái việc mà chúng ta đã tập trung được cái nguồn lực cho công tác phòng chống dịch như trong thời gian vừa qua cũng là một cái sự hết sức là nỗ lực và cố gắng. Và qua đó thì cũng đã thể hiện được là cái tinh thần đoàn kết của cả dân tộc trong cái việc mà phòng chống dịch bệnh. Thế và chúng tôi thấy rằng là cái nội dung này thì chúng ta cũng nên có những đánh giá ghi nhận ở trong cái đánh giá của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đồng tình với ý kiến của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh đây là chuyên đề giám sát tối cao, phạm vi rộng và tầm quan trọng lớn, cần nhận thức rõ thực tế, những hạn chế yếu kém để có khắc phục khả thi, rút ra bài học kinh nghiệm. Chủ tịch đề nghị báo cáo giám sát cần làm rõ trách nhiệm các bên, đơn vị đối với các vướng mắc tồn tại và định hướng khắc phục. Trong phiên làm việc chiều nay, cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, dự kiến chương trình giám sát năm 2024 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đánh giá kết quả công tác giám sát cần nhấn mạnh vào việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng đoàn Quốc hội về tăng cường năng lực, hiệu quả của hoạt động giám sát, coi đây là khâu trọng tâm, then chốt, hoạt động giám sát đạt kết quả tích cực, được Quốc hội, nhân dân, cử tri ghi nhận. Thường thì bớt đi nhiều nhưng mà nó vẫn còn. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quan tâm xây dựng thể chế và pháp luật liên quan đến hoạt động giám sát, chuẩn bị sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, việc Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội. Tất cả đã được chứng minh tính đúng đắn trong thực tiễn, đề nghị gia công thêm nội dung đánh giá về tồn tại, hạn chế trong báo cáo, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Giám sát thì rất nhiều là hình thức, rất nhiều loại. Nhưng mà dân gian người ta vẫn nói là giám thì phải sát, mà sát thì phải giám, nói nôm na là thế. Thế nhưng mà ở có lúc có nơi có việc này việc kia thì cái tính sâu sát trong hoạt động giám sát vẫn còn hạn chế. Và cái tính phản biện thì còn chưa cao. Cái phản biện càng tốt thì nó lại càng kiến tạo phát triển thôi, phục vụ cho cái trước mắt cũng như lâu dài thôi, chứ không về mục tiêu gì cả. Và nếu mà mang tính xây dựng hơn thì càng phản biện cao thì càng tốt bấy nhiêu. Về hoạt động chất vấn giải trình của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường tổ chức hoạt động này, nhất là những vấn đề mới nổi lên. Công tác chuẩn bị tổ chức cần kỹ lưỡng hơn, đồng thời nghiên cứu sau các phiên giải trình, chất vấn có ban hành kết luận hay không. Trước đó, các đại biểu cũng đề nghị quan tâm chú trọng đến công tác hậu giám sát. Các phiên chất vấn của Thường vụ là chọn rất đúng, rất hay. Thế nhưng mà tôi cũng muốn đề nghị là sau những cái lần chất vấn như vậy, chúng ta cũng nên có cơ quan theo dõi, đánh giá xem cái việc lời hứa trong quá trình chất vấn của những người chất vấn mà đã cam kết trước phiên họp của Thường vụ của Quốc hội, thì cái việc thực hiện lời hứa trong quá trình chất vấn thì đã thực hiện được đến đâu, sự chuyển biến của lĩnh vực đó như thế nào.
Hậu giám sát nó là vấn đề rất là quan trọng. Thì chúng tôi đề nghị là quan tâm hơn nữa đến vấn đề là đôn đốc thực hiện các cái kiến nghị, mà đặc biệt là các nghị quyết của cái giám sát tối cao và giám sát thường vụ Quốc hội. Đối với chương trình giám sát năm 2024, các đại biểu cơ bản nhất trí với 5 chuyên đề giám sát, gồm giám sát việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập, về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, về đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Năm 2022 là năm đầu tiên các cơ quan của Quốc hội triển khai giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách theo quy định của Nghị quyết số 560 về hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Nhiều ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận đánh giá cao khi hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội ngày càng đi vào nền nếp và đạt được kết quả đáng khích lệ. Qua giám sát đã phát hiện một số văn bản ban hành chậm, văn bản có nội dung chưa phù hợp với hệ thống pháp luật, từ đó đề xuất các kiến nghị yêu cầu cơ quan tổ chức khắc phục. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong giám sát năm 2022 còn có một số tồn tại hạn chế, như tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết nội dung giao trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa khắc phục triệt để, trong đó có những nội dung đã được kiến nghị từ những lần giám sát trước, nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành. Nhiều ý kiến đề nghị cần thống kê lại những văn bản ban hành bị vướng mắc, các cơ quan của Quốc hội cần chủ động tiến hành giám sát, tổng hợp và theo dõi sát sao hệ thống văn bản, bảo đảm tính chủ động, tính thường xuyên, có tác động sớm đối với các văn bản ban hành trái pháp luật hoặc tình trạng chậm ban hành văn bản. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 22, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 22, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 4 và cho ý kiến về nội dung chương trình, cách thức, tổ chức kỳ họp thứ 5. Đồng thời, cũng xem xét cho ý kiến về quyết định 4 nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phiên họp thứ 22 là một phiên họp quan trọng để chuẩn bị cho các nội dung của kỳ họp thứ 5. Vì vậy, đối với từng nội dung đã có kết luận cụ thể, đề nghị Tổng thư ký Quốc hội sớm phối hợp với các cơ quan để trình ban hành ngay cả kết luận để các cơ quan có căn cứ pháp lý tổ chức thực hiện. Từ ngày 12 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bắt đầu phiên họp chuyên đề pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với Chính phủ, các cơ quan hữu quan, bảo đảm cho các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, hồ sơ đầy đủ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến để trình Quốc hội. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác đôn đốc kiểm tra, kết nối và xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, trong đó tập trung vào tiến độ triển khai gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách, tức gói thầu 5.10 và công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết, đến nay đơn vị đã rà soát, sửa đổi, điều chỉnh hồ sơ mời thầu, gói thầu 5.10 lần 2. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, gói thầu 5.10 cần lựa chọn được tổng thầu uy tín, đủ năng lực để xây dựng một sân bay hiện đại, an toàn, theo tiêu chuẩn của các nước phát triển như Mỹ, châu Âu. Về công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Đồng Nai cho biết, mặt bằng giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào ngày 20 tháng 4. Đối với khu vực 722 ha trữ đất, tỉnh sẽ hoàn tất hồ sơ giải phóng mặt bằng vào ngày 15 tháng 5. Tiến độ giải phóng mặt bằng hai tuyến giao thông kết nối số 1, số 2 đang được tiến hành, phấn đấu bàn giao theo đúng yêu cầu chủ đầu tư trước tháng 6 năm 2023. Phó Thủ tướng lưu ý Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các đơn vị thi công triển khai ngay các giải pháp chống ô nhiễm bụi trên công trường sân bay Long Thành, đề xuất phương án san lấp phủ xanh đối với khu vực đất dự trữ, không làm phát sinh bụi gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sân bay khi hoạt động, sớm hoàn thành hàng rào khu vực dự án sân bay Long Thành. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố mã số hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, cả nước có 65 hội đồng thi, mỗi hội đồng thi có một mã số tương ứng từ 01 đến 65. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có mã số 01.
Thí sinh lưu ý cập nhật thông tin này để phục vụ việc đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào 14 giờ ngày 27 tháng 6.